Hello bà con, Trường Anh tiếp tục hôm về mùa mẫu xe Ford Everest đời 2008 nha. 2008, 2007, 2006 bên Trường Anh có luôn nè. Ford mới toàn bộ rồi, đời 2008, 49 là lẹt, 257, 61 anh chị ạ. Bằng cái lăng trước kiểu Ford nè. Hai cụm đèn vuông nguyên bản của nhà sản xuất nha. Bằng xem nó một bộ áo màu hồng phấn, đồng sơn phong dáng đẹp. Sơn si thì nhìn rất là ok luôn. Mâm là mâm đúc. Mâm đúc nè anh chị. Vỏ nè. Vỏ trước còn tương đối là khá mới nè, 70%. Đây là phần gầm nè. Dòng này thì gầm cao bánh lớn nha. Máy dầu, máy 2.5. Bề ghét chân tích hợp xung quanh chiếc xe nè. Bà con có bác lấy về chạy thôi. Vỏ là chữ nổi hết toàn bộ, đồng mâm đúc nè. Vỏ sau, chủ nhà vừa mới tay mới 90% luôn nha. Dòng này đi rừng, đi rẫy rất là ok. Kể cả cô chú chạy đường trường. Máy 2.5 thì đâu đó nằm tầm 7 lít dầu thôi. Hai cụm đèn đứng nguyên bản của dòng xe Ford đây. Dòng xe bánh treo. Đây là nức thang lên hỏi ông trời nè anh chị ạ. Đó. Bậc thang nguyên bản của nhà xuất luôn. 49A 25761 nha. Dòng xe bánh treo. Form dáng đồng sơn đẹp. Bốn vỏ đẹp như nhau nè. Vỏ sau nè. Vỏ sau mới 90%. Mâm là mâm đúc nguyên bản nha. Đây chúng ta quay về phần gầm nè. Ở phần gập ở trong là không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Nội thất đẹp lắm. Nội thất là nỉ rin nguyên bản của nhà shop luôn. Rin theo xe nhá. Chuẩn chưa? Cực kỳ là chuẩn luôn. Đây cô chú anh chị ạ. Trải nghiệm vô phần nội thất nè. Nguyên bản của em là ghế nỉ hết toàn bộ. Ghế nỉ cực kỳ là sạch sẽ, không có dấu hiệu rách rưới nha. Từ phần hộp tì tay đổ đi, vô lăng là vô lăng 4 chấu nè. Trang bị cũng hai túi khí thôi. Côn ga số đời 2008 nè, không có dấu hiệu được phai mờ. Xe này chưa có rớt cửa nha. Nách cửa nè. Còn nguyên bản như thế này. Đẹp như nhau, từ phần tấp bi tấp lô sạch sẽ lắm. Chất sân rin còn nha. Sân rin con này phủ tới 65% được nha cô chú anh chị nha. Lấy về chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Phần tấp bi nè. Tấp bi là cực đẹp luôn. Đây là keo chỉ bon điện từ trên xuống dưới nè. Còn nguyên bản như thế này. Đây anh chị xem nè. Đây phần ghế phía sau. Phần ghế sau nè. Xe này để xíu nữa cho anh đưa qua công nghệ xử lý dọn dẹp, làm đẹp hết toàn bộ cho cô chú anh chị nha. Trần. Trần rin là trần đẩy bọc kilo cách nhiệt nha. Dòng này trang bị là 3 dàn lạnh, một trước hai sau. Người ngồi sau sẽ không có cảm giác là bị nóng luôn nha cô chú anh chị nha. Bánh treo nè. Cản ba ga phía sau tích hợp đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đẹp như nhau, keo chỉ rin nồi nè. Anh chị coi nè. Đó, lóc khóa cho em an toàn đầy đủ tính năng. Phần cánh sau. Chốt lóc khóa an toàn của cửa đây đầy đủ nè. Chuẩn chưa? Cực đẹp. Dòng này thì cô chú anh chị cũng có thể là gấp ghế lại, lật ghế lên là chúng ta phía sau có một băng chứa đồ. Một băng chứa đồ cực kỳ là rộng nhá. Hai bên đây đẹp như nhau nhá. Đây là phần bề ghét chân nè, bề bước chân nè, của ba ga cản sau nè, không có dấu hiệu phai mờ luôn. Nội thất đẹp, đồng sơn ok, lấy về chạy thôi. Đó là form dáng của em Ford Everest 2008. Bước qua 2009 là form mới toàn bộ nha. 2009 là sẽ có turbo, turbo ga điện mắc liếc nha. Là ga điện mắc liếc, còn dòng 2008, 2007 vẫn có turbo bình thường nha. Turbo 2,5 lốc khóa cho em an toàn nè anh chị ạ. Keo chỉ rin nè. Chất sơn rin còn, không có đâm va và không có cứng đục. Đây là phần keo chỉ trong nách nè. Trần Anh chủ yếu Trần Anh quay về phần cứng đục tông va cho cô chú anh chị coi có không nha. Cho cô chú anh chị kiểm tra. Máy móc bảo dưỡng cho cô chú anh chị 6 tháng luôn. Nên bà con cô bé yên tâm. Đẹp như nhau nè. Keo chỉ trong bản lề nè, không có dấu hiệu là rớt cánh nha. Đó, bon điện cũng nguyên rin như thế này. Ok chưa? Trang bị là hai túi khí nè, e băng không có dấu hiệu là bung nổ. Cũ số rin nguyên bản của nhà xuất. Trang bị xe nó một cái màn hình cảm biến nè. Tấm chống nắng trên trần đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Hai bên nè anh chị coi nè. Từ những con tán bản lề là keo chỉ rin nguyên như thế này. Xe chưa đi dọn nha. Xe chưa hề dọn. Dọn xong cho anh quay chi tiết cho. Dọn xong là đẹp rất ngây luôn. Đăng kiểm tháng 3 năm 2021. Con này hết đăng kiểm rồi. Cho anh đi đăng kiểm mới cho cô chú anh chị nha. Đó, form dáng của em Ford nè. Nhìn cực kỳ là gấu. Mặt ca lăng trước là lấy gió toàn bộ nha. Làm mét
két nước cho cô chú anh chị luôn. Chất chưa? Chất nguội. Đây ạ, trải nghiệm phần máy nè. 191.825 km rồi. Anh về nha. Rồi thôi, anh em mình không có duyên thì để bữa nào gặp nha. Rồi ok anh trai. Khách tới mua xe mà chừng anh bán hết xe rồi, giờ khách lên không có xe nữa. Hai anh chị ở Tuốt ở Quảng Ngãi á. Tí ơi, lấy cái chìa khóa xe đây đâu rồi? Phong dáng của em Phong. Chất chưa? Cản ba ga bề gác chân tích hợp đầy đủ tính năng. Trên chiếc xe chất xương rin còn nè, hai bên nè. Hai bên là chất xương rin, nóc capo chất xương rin nè. Hai bên phần trụ là chất xương rin luôn. Không có dấu hiệu động vai cứng đục, gầm cao máy thoáng cực kỳ. Anh chị để ý phần gầm nè. Đó chị bà con thấy không? Phần gầm cực kỳ là cao ráo. Đề máy lên cho anh luôn coi. Để em kiểm tra trong phần máy này có lưỡi gà không nha. Có dù không? Có dù thì chạy nó cũng nhẹ, gần như ga điện vậy đó. Mở nắp capo luôn. Dính lên em. Nè, 208 nè. Cuối 208 có dù rồi. Đây là dù. Dù này nó làm cho nhẹ ga anh chị nha. Dù ga á, chứ anh gọi là dù ga. Ra cục dù nè. Nó gần như ga điện thôi, nó không bằng ga điện được đâu. Nhưng mà nó gần như ga điện thôi. Dù à. Cuối đời 208 sẽ có cục dù đó nha. Dòng này là xài dây cô loa cam đôi nè. Sử dụng qua quạt ly tâm. Máy dầu đời 208, 207 là sẽ trang bị cụm thắng ABS chống bó cứng phanh. Cục máy nè. Nổi chất chưa? Hai bên là Boe nguyên bản theo xe nè. Anh chị coi hai bên lường, không một dấu hiệu đâm va, móc méo trên chiếc xe đâu. Dằn trước của em nó đi, đẹp như nhau nhá. Đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Cao su đỡ của nắp capo còn nguyên bản luôn. Đây là cụm thắng ABS nè. Nắp capo nè. Không một dấu hiệu đâm va cứng đục. Nỉ trên nắp capo còn nguyên bản như thế này. Đẹp như vậy. Keo chỉ là rin là rin. Test phần máy cho bà con các bác trải nghiệm. Dù ghe nè. Anh chị coi nè. Nó dù ra hút nè. Đúng không? Anh chị đẹp vô, anh chị đẹp cho nó hít gió nha. Nó làm cho nhẹ nha. Nhẹ chân ghe đi nha. Đây là cục dù ghe. Đó, cục dù rồi. Cuối đời 2008 sẽ có cục này nha. Nha bà con. Để cách gì nguyên bản luôn. Xe không một dấu gì đâu, mai đúng được chiếc xe đâu. Máy bao chất. Anh chỉ trải nghiệm vô phần nội thất, cùng trải nghiệm dàn lạnh cùng với Trường Anh nhé. Trợ lực lái nè, cực kỳ là đầm, cực kỳ là nhẹ luôn. AC phía sau kích hoạt, chỉnh đèn sáng tối, mọi tính năng. Máy lạnh nè. Mở một phát có máy lạnh luôn. Cụ số là rin nguyên bản của nhà xuất nhé. Đây là cụ số nè. Một trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi lăm km rồi. Lạnh ngắt. Đây anh chị, dàn lạnh phía sau nè. Dàn lạnh phía sau được kích hoạt rồi nè. Mở phát lạnh ngắt nè.
đèn đóm nè, đó đầy đủ tính năng chưa. Thời gian là phía sau nè, đóng gió lấy gió nè, tay nắm trên trần nè, rim như thế này, dây đai bảo hiểm đó, an toàn hai bên phần thân trụ, đầy đủ tính năng hết rồi. Xe này chưa dọn nha, xe này nó bị bụi bẩn với lại sình lầy thôi, xe bắt buộc phải dọn, dọn lên thì nó mới đẹp được nha cô chú anh chị nha. Các bạn coi cô bác đam mê về mẫu Ford Everest đó, đời 2008 này thì alo cho em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nhé. Đây là phần gầm xe. Đây là phần gầm. Gầm bệ chắc không có một cọp thôi. Toàn nước đỏ không? Đam mê mẫu Ford Everest 2008 này thì alo cho Trường Anh. Nhớ đăng ký kênh của em nhé. Bấm share và like, đăng ký ủng hộ cho Trường Anh để Trường Anh có nhiều động lực về cập nhật rất là nhiều xe, xe đẹp về phục vụ cho bà con cô bác. Quan trọng là giá tiền hợp lý để với tay người sử dụng nhé. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại đây này ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.